có rau này. Không ăn được, không ăn được. Để lát nữa mẹ luộc cho mà ăn. Để mà luộc nhá. Không, bị luộc, bị luộc. Ôi, từ từ đã các anh, các chị. Không có lấy, mẹ bảo không có lấy. Không có lấy nữa. Không, không lấy, không lấy. Con đi nhịp cái gì đấy. Cắn cái gì đấy. Này, vào đây. Cô ngồi xin chạy đây, làm với mẹ này, này, mẹ này. Ăn à? Con thích ăn à? Để mẹ luộc. Để luộc cho, mẹ luộc cho. Làm cái này lát ta xào ta ăn này. Làm nó để xào nhé. Đúng rồi, làm cái này để xào. Ăn này này, để xào này, để xào đấy. Làm ta làm ta ăn buổi trưa này. Đó. Làm giúp mẹ này này, mẹ này đấy. Mẹ này nhìn cái mặt cô đó. Thế là thôi này, để mẹ làm được tí nữa mẹ xào chín rồi mà ăn. Đây quả đậu. Ăn ngon không cô? Ngon đấy. Không. Không ăn nữa. Ra đây Mi. Mi. Thôi. Lại đây rồi. Hay là ăn cục cơm. Mimi đây đây con. Ăn cơm nguội. Đỡ, lát nữa mẹ nấu ăn người ta ăn. Ngon không? Ngon nhỉ? Không, ăn cơm này này. Cô Mimi. Cô Mimi. Hai đứa ngồi với mẹ mà mẹ làm việc mà hai đứa no hết bụng rồi phải không? No bụng chưa? No chưa? No bụng chưa? Coi cái bụng cô nào. Mẹ coi bụng cô nào. Coi bụng cô nào. Này, đứng lên coi nào. Úi xời ơi. Này, mọi người cứ sợ cô đói chứ bụng cô này. Béo lúc béo nít này. Béo lúc béo nít này. Ngồi đây nhá. Nhà thì cô Mi. Mẹ làm gì thì cô Mi. Ôi. Mẹ làm gì cô Mi làm đấy. Nào, con ngồi đấy. Khi nào mà mẹ muốn rảnh rỗi thì lại cho ra cây chơi. Nào. Này chắc là đấy.
Nào, hai đứa chơi.